Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Đức Chung bị cho xử kín phúc hay họa. Đã xử kín thì chắc chắn đó là án bỏ túi. Nó dựa vào những vụ án mà chính quyền này đã xử từ những nhân vật chính trị. Vậy án đã định sẵn là án được quyết định từ cấp trên, nó không phụ thuộc vào kết quả điều tra. Thực ra những tài liệu được gọi là bí mật quốc gia thì cũng quanh quẩn là những tài liệu buôn lậu của Bùi Quang Huy và các dự án trúng thầu của Nhật Cường Software với chính quyền thành phố. Trong khi đó, những phần mềm đó nay chính quyền Hà Nội vẫn còn đang sử dụng thì không có lý do gì gọi là bí mật nhà nước. Có thể nói, Cộng sản họ thường hay lạm dụng từ bí mật nhà nước. Vì sao họ lại thích làm như vậy? Chính vì chính quyền Cộng sản muốn làm những điều đó mà họ không muốn cho nhân dân được biết. Mà một khi kết tội lộ bí mật thì tất nhiên phiên tòa ấy được sửa kín. Mà sửa kín thì có ai giám sát được phiên tòa đó diễn ra theo quy trình của pháp luật hay không? Trong ví dụ khác, như vấn đề về sức khỏe của lãnh đạo cũng vậy. Chính quyền của Đảng Cộng sản cũng thích lạm dụng cụm từ này để giấu giếm nguyên nhân dẫn đến căn bệnh khó hiểu của các lãnh đạo. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyện đấu đá tranh giành xảy ra thường xuyên và sau đó là những màn ngã giá nhau sau những lần đấu giá như vậy. Đó là lý do tại sao vấn đề sức khỏe lãnh đạo được đưa vào diện bí mật quốc gia. Còn thực chất thì ai cũng biết sức khỏe của lãnh đạo nó chẳng liên quan gì đến an ninh quốc gia mà liệt nó vào diện bí mật quốc gia cả. Kỳ này, tội của ông Nguyễn Đức Chung được ưu ái xử kín. Điều đó cho thấy những phe kia và phe Nguyễn Đức Chung đang muốn ngã giá cho cái bản án của ông Chung. Họ muốn tuyên án theo kết quả ngã giá nên vấn đề xử kín là một thuận lợi. Có thể ông Nguyễn Đức Chung bị kết án rất nặng và cũng có thể rất nhẹ. Nó phụ thuộc vào kết quả của cuộc ngã giá đằng sau cánh gà, sân võ đài đấu nhau tranh giành ghế trước đại hội 13 này. Đây là hình ảnh các bài báo của nhà nước Việt Nam đăng tin chuẩn bị xét xử kín đối với ông Nguyễn Đức Chung. Cách đây vài ngày, báo chí trong nước cũng đưa tin ông Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận khai báo hành vi phạm tội ăn năn hối cải. Trong khi đó, ông đã từng nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bệnh ung thư, phạm tội lần đầu được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và 2 điều 51 của Bộ luật hình sự. Vì vậy nên rất có thể là kết quả xử kín sẽ có lợi cho ông Nguyễn Đức Chung hơn. Có thể mức án được giảm chứ không giữ nguyên như mức đề xuất được đưa ra bởi báo chí đăng tải. Ông Nguyễn Đức Chung sẽ nhận án phạt như thế nào? Theo tin từ báo chí nhà nước thì ông Nguyễn Đức Chung bị buộc tội chủ mưu, đối diện khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù theo khoản 3 điều 337 Bộ luật hình sự. Trong đó, tội ông đánh cắp tài liệu điều tra của Bộ Công an nhắm vào ông chính là không tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ra tòa cùng với ông Nguyễn Đức Chung còn có một cán bộ công an và hai người làm việc gần gũi với ông tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và quyết định của Tòa án Hà Nội được đưa ra chưa đầy một tuần kể từ khi ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì một phiên họp với nội dung hối thúc điều tra và xét xử sơ thẩm các vụ án lớn và các vụ được dư luận và quần chúng quan tâm. Hiện cũng chưa rõ vì sao có quyết định xử kín vụ án này và dường như đây là vụ chưa có tiền lệ liên quan đến quan chức cấp cao nhà nước vi phạm như vậy. Ngày tổ chức phiên xét xử là ngày 11 tháng 12 năm 2020 với thẩm phán là chủ tọa phiên tòa ông Trương Việt Toàn. Thời điểm đưa ra xét xử cũng vừa đúng 4 tháng kể từ khi ông Chung bị đình chỉ công tác từ ngày 11 tháng 8 năm 2020 và đình chỉ sinh hoạt đảng và chưa hết hạn tạm giam 4 tháng. Đây là hình ảnh vành móng ngựa đang chờ đợi ông Nguyễn Đức Chung. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì tòa có quyền quyết định xét xử kín đối với trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước. Do đó, trong vụ án xét xử ông Nguyễn Đức Chung về tội danh làm lộ bí mật nhà nước, với tội danh đó thì việc xét xử kín là đúng quy định của pháp luật. Nhưng vấn đề ở đây là liệu những tài liệu điều tra có được gọi là bí mật nhà nước hay không. Một tài liệu điều tra tội phạm hình sự mà được xếp vào diện bí mật nhà nước thì cũng thật là khó hiểu. Vậy còn những đồng phạm của ông Chung được đề nghị mức án bao nhiêu? Ông Chung, người bị buộc tội chủ mưu, đối diện với khung hình phạt 10 đến 15 năm tù là khung hình phạt nặng nhất trong nhóm. Lái xe của ông Chung là Nguyễn Hoàng Trung và thư ký Nguyễn Anh Ngọc, khung hình phạt 2 đến 7 năm tù với vai trò người giúp việc. Truyền thông của nhà nước Cộng sản Việt Nam thông báo chưa rõ ràng về khung hình phạt cho người thực hành Phạm Quang Dũng
cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu C03. Cáo trạng nói ông Trung đã tiếp cận với ông Dũng sau khi chỉ khoảng một tháng kể từ khi C03 thực hiện các biện pháp tố tụng vụ án Nhật Cường và rằng ông Dũng có đến nhà ông Trung để trao đổi thông tin xung quanh đại án Nhật Cường. Theo cơ quan điều tra cho rằng, từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2020, ông Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu mật, nhiều lần photocopy tài liệu ngay tại cơ quan và mang về nhà. Có lần Dũng đột nhập phòng làm việc của một trưởng phòng C03 bằng chìa khóa đánh trộm trước đó. Cáo trạng cũng đã kết luận Phạm Quang Dũng đã 2 lần chuyển cho Nguyễn Đức Trung 6 tài liệu thuộc dạng danh mục bí mật nhà nước với độ mật. Cũng có thể dự đoán rằng mức án dành cho Phạm Quang Dũng có thể cao hơn mức án dành cho Nguyễn Hoàng Trung, nhưng không cao bằng mức án dành cho ông Nguyễn Đức Trung. Cũng dễ hiểu, ông Nguyễn Đức Trung là kẻ chủ mưu nên mức án phải cao nhất. Đây là hình ảnh 3 người giúp sức cho ông Nguyễn Đức Trung đánh cắp tài liệu. Được biết, ông Nguyễn Đức Trung có lực lượng luật sư bảo chữa rất hùng hậu. Chỉ riêng một mình ông có đến 4 luật sư bảo chữa. Ngoài ra, 3 bị cáo khác là Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, mỗi người có 1 luật sư bảo chữa. Và liệu vợ ông Nguyễn Đức Trung có liên quan hay không? Dường như là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước có ít nhất liên quan và liên hệ trực tiếp với vụ án thứ 2 trong số 3 vụ án mà ông Trung bị điều tra là vụ buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nhật Cường. Ngoài 2 vụ này, ông Trung còn bị điều tra một vụ án nữa là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Cáo trạng của phiên xử cũng nói ông Trung và vợ một doanh nhân là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nhật Cường. Hiện chưa rõ có sự liên quan nào của vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước này với các vụ án bỏ trốn hiện đang bị truy nã của nhiều người thuộc công ty Nhật Cường hay không. Nhân vật chính của vụ án Nhật Cường Mobi và Nhật Cường Software là Bùi Quang Huy hiện đã bỏ trốn. Việc bỏ trốn này làm cho hồ sơ điều tra không hoàn chỉnh, nên mặc dù trong bản cáo trạng vợ của Nguyễn Đức Trung có dính líu về việc làm ăn với công ty Nhật Cường nhưng chưa đủ bằng chứng để cấu thành tội phạm. Rất có thể là như vậy. Đây là hình ảnh cho rằng nếu bắt được Bùi Quang Huy thì có thể vợ của Nguyễn Đức Trung cũng không thoát tội. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Đức Trung được cho là một lãnh đạo năng nổ chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên địa bàn thành phố Hà Nội. Truyền thông nhà nước đưa tin bị can Nguyễn Đức Trung được xác định đã thừa nhận khai báo hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và các bị can còn lại cũng được đánh giá khai báo thành khẩn. Đáng chú ý là bị can Phạm Quang Dũng C03 được mô tả là từng ghi âm cuộc nói chuyện với ông Trung và giao nộp chứng cứ này cho cơ quan điều tra. Vào đầu tháng 10, Bộ Công an bắt đề nghị của ông Trung muốn tại ngoại để chữa bệnh ung thư vì thấy tội chiếm đoạt bí mật nhà nước là nghiêm trọng. Ông Nguyễn Đức Trung là thiếu tướng trẻ nhất của ngành công an thời điểm phong hàm khi 14-16 tuổi và được bổ nhiệm vào ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào cuối nhiệm kỳ chính phủ của ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy. Trước đó, ông Trung là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Và khả năng ông Nguyễn Đức Trung được giảm nhẹ án vào ngày 27 tháng 11, báo Sinh đề cập với các tình tiết giảm nhẹ, viết ông ta có tiền sử bệnh tâm thần, phạm tội lần đầu. Trong bản tin có tựa đề vì sao ông Nguyễn Đức Trung được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Và dường như ngay sau đó, trước phản ứng của dư luận thì bản tin này đã được sửa lại là ông ta có tiền sử bệnh ung thư. Thì người ta nghi chế độ Hà Nội đang làm xiếc để giơ cao đánh khẽ vào vụ án này. Đây là hình ảnh nhà nước Việt Nam dường như dùng cả bệnh tâm thần để áp cho các nghi phạm nhằm kiếm khoan hồng. Theo báo chí định hướng thì rõ ràng chính quyền này muốn giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Đức Trung. Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Đức Trung đến đây xem như là kết thúc. Ông ta chẳng còn thế lực nào giành giật ghế quyền lực nữa. Cuộc chơi đã ngã ngũ, nên việc giảm án cho Nguyễn Đức Trung của thế lực đang triệt hạ ông là điều hoàn toàn có thể. Xử kín có thể, đấy là tín hiệu tốt cho Nguyễn Đức Trung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2020 với bản tin Nguyễn Đức Trung bị cho sửa kín, phúc hay họa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.
Trung Khoa, Thời báo.d.